Các chị cứ tưởng tượng làm crypto nó sẽ phát triển, nó đi theo hai hướng là chính và tà, đúng không nào? Thì từ nay cuối năm ấy nó sẽ phát triển rất rộ, đặc biệt là cái tà ở phía bên dưới. Tức là những cái crypto sinh ra chỉ để huy động vốn hoặc chỉ để làm nhằm mục đích là trục lợi ấy. À, trong cái hướng tà ấy, nó cũng có một cái rank, tức là có những cái người mà làm, có những cái crypto làm rất thấp cấp, và có những cái crypto thì đi theo hướng tà nhưng mà làm rất là cao cấp. Thì hướng thấp cấp là gì? Hướng thấp cấp ấy là đơn giản là làm giống y như ngày xưa, chỉ có mỗi website, thậm chí là mỗi token ở trên Ethereum, đúng không? ERC20 đại loại thế, mấy cái token ERC20, xong đó làm mấy cái ví, sau đó tổ chức mấy cái buổi hội thảo, xong đó làm ầm ĩ ở trên ngoài thị trường, xong rồi bán nó ra bên ngoài, xong rồi mấy cái hứa hẹn là sắp tới là chúng tôi có website, sắp tới chúng tôi làm cái thẻ để có thể rút được tiền mặt, sắp tới chúng tôi có thể thanh toán kết nối với Visa, PayPal đại loại thế. Thì những cái mà cái truyền thông kiểu như thế nó có được gọi là rất là thấp cấp, tức là làm rất là hời hợt. Nhưng mà nó sẽ có một xu hướng làm crypto mà các anh chị rất khó có thể phân biệt được, đấy là làm theo hướng tà nhưng mà tương đối cao cấp. Ở chỗ đấy người ta cũng dựng sẵn hệ thống blockchain lên rồi, cũng làm white paper, cũng làm ví, cũng làm các website, làm hội thảo, đúng không? Nói chung cũng làm tương đối là hoành tráng lên, và đến nỗi các anh chị tưởng tượng nó như thật đấy. Hôm nay mình tình cờ mình đọc cái white paper của một cái crypto MLM mà mình cũng giật mình, làm rất tốt, đúng không? Ở trong đấy tiếng Anh rất là xịn sò, rồi các cái công thức toán học rất là bí hiểm, rất là mạo dân nhìn nó rất là nguy hiểm. Thì cái xu hướng từ nay đến cuối năm, mình chỉ nói ở riêng ở Việt Nam thôi, thì các cái crypto MLM và Ponzi nó sẽ nổ rộng, nổ rộ lên rất là mạnh mẽ. Cho nên là cái chuyện này các anh chị phải hết sức là thận trọng. Còn cái ở trên thế giới hiện nay ấy, thì mình cũng nhìn đến một xu hướng là các cái dự án mới ở trên blockchain ấy, chính ý, cái này là dạng chính ở trên thế giới ấy, là nó sẽ bắt đầu một cái xu hướng mới, đặc biệt là xu hướng về ICO. À, tuần trước thì mình bắt đầu tập hợp lại một số bạn, mình sẽ nghiên cứu lại ICO. Các chị nhớ là trước đây mình nói là no ICO, nhưng bây giờ mình sẽ quay lại với cái ICO. Cái ICO của xu hướng từ nay đến cuối năm, đặc biệt là đầu sang năm ấy, nó sẽ rất khác với các cái ICO trước đây. Những cái nền tảng platform mới ra đời nó cho phép người ta làm ICO nhưng mà có smart contract. Ở đó thì không phải là cứ mở một cái ví ra xong rồi bỏ BTC, ETH vào mua 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 mua, thế sau đó phát cho một ít token, còn cái người mà làm ra ICO thì họ đi đâu thì mình không biết. Nhưng mà một cái xu hướng rất là mới đấy là làm ICO như có smart contract, tức là bao giờ mà đến cái đoạn này này thì được lấy một ít tiền về. Bao giờ đến cái đoạn này này ra cái ví thì như thế này, up cái code lên thì như thế này, đến website thì làm như thế này, đến các đoạn 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 như thế này thì cái smart contract nó sẽ giải ngân ra. Chính cái xu hướng đấy là một xu hướng rất là mới, và đặc biệt là cho những dự án mà làm nghiêm túc. Ở đây thì mình chỉ khuyên các anh chị làm, ở đây không 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 gì đúng, mình không có ý định phân biệt tốt xấu đúng sai đâu nhé. Là một số người sau khi mà tranh luận nói chuyện thì cũng bảo là nó thật là làm gì thì làm, miễn nó ra tiền là được, tức là đầu tư chính tà không cần biết, miễn là có tiền bỏ vào túi. Thì đó là cũng là một cái quan điểm để kiếm tiền. Thì ở đây mình chỉ muốn phân định các anh chị để biết cái gì cái chính là tà, để các anh chị quyết định là có làm hay không làm thôi. Thì cái xuống ở Việt Nam thì đặc biệt những cái crypto mà người ta cứ gọi anh chị ra quán cà phê rồi mấy bạn mà nói chuyện nhỏ 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 với nhau, kiểu đem đến cho anh chị những cơ hội để làm giàu đột phá này nọ, thì rồi mấy cái FFF nó đối từ trên xuống dưới F1, F2, 3% ấy, thì các anh chị sẽ nhìn thấy là đấy là nhìn chung là nó tương đối là tà. Thì đi theo hướng đấy thì các anh chị phải phải thể hiện mình là những con người rất là nhanh nhẹn, giống như là đi săn mồi giống con cáo ấy, đúng không? Cho nên là phải biết thời điểm để mà xử lý nó. Còn đối với những cái dự án mà đầu tư theo kiểu chính ấy, thì cái ICO sắp tới ấy, những cái dự án sắp tới nó sẽ rất khác với ngày xưa, nó sẽ không ngắn hạn nữa đâu các anh chị. Bây giờ người ta đi vào làm dự án là làm thật ăn thật thì nó sẽ cần thời gian hơn rất nhiều, và các yếu tố bơm thổi nó sẽ không còn nữa. Nên là cái tâm thế của anh chị khi mà chuyển hướng sang đầu tư crypto các thế hệ mới nó cũng sẽ phải 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 thay đổi. Cái yếu tố đầu cơ nó bớt đi, cái yếu tố cảm xúc nó sẽ bớt đi, mà cái yếu tố về mặt giá trị nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Cho nên nhưng mà muốn đầu tư được giá trị thì chúng ta lại phải có kiến thức, nên chúng ta phải hiểu biết về cái ngành đấy thì chúng ta mới biết được. Còn nếu không chúng ta sẽ bị lẫn lộn giữa chính với tà này, vì là hiện nay ngay cả những cái trường hợp mà những cái trường phái mà làm crypto tà nhưng mà ở gọi là tà cao cấp ấy, thì nó không khác với chính mấy. Các anh chị sẽ thấy những cái dự án ở đây, và thậm chí là người ta seeding rất là bài bản,
người ta cũng chuẩn bị các cái bước lộ trình, các cái buổi live stream để giảng về kiến thức trước, đưa ra các cái tiêu chí thế nào thì được gọi là crypto tiêu chuẩn. Thế sau đó thì thực ra là cái tiêu chí đấy nó đã khớp với chính cái mà họ làm ra rồi, xong họ chỉ lên họ chém gió là đấy của tôi, giống như cái hôm trước tôi nói rồi, đúng không? Thì mình để ý đấy là các cái kênh tiếp thị này họ làm rất là bài bản ở cái hướng ta, nên là phải hết sức tỉnh táo nếu không bị nhầm. Còn nếu các anh chị muốn đầu tư cái chính thống ở trên quốc tế thì buộc phải tìm hiểu, buộc phải tìm hiểu. Đặc biệt là các ICO ấy, sắp tới trong cái từ nay đến cuối năm hoặc là đầu sang năm ấy, người ta sẽ không phát triển theo hướng là tạo cái blockchain riêng, blockchain mới, mà xu hướng đi bây giờ là tạo trên các cái platform sẵn có, bởi vì ở trên đấy nó có đầy đủ những cái tiện ích rồi cộng đồng và rất nhiều cái thế mạnh mà người ta không phải làm lại từ đầu. Các platform, đặc biệt platform blockchain 3.0 như là trên iOS chẳng hạn, như là trên ADA chẳng hạn, ADA thì sẽ còn phải cần thời gian dài nữa. Nhưng mà ví dụ như platform như là iOS rồi Ethereum, Ethereum vẫn còn một cái cơ hội tiếp theo nữa, đấy là nâng cấp lên Ethereum 2.0, đúng không? Thì gần đây các anh chị thấy được là Ethereum cũng đang rất cố gắng nỗ lực để cái chuyện thay đổi, nhưng mà cái sự nỗ lực thay đổi của Ethereum nó kéo dài đến 2 năm nay rồi mà nó không thay đổi được. Đơn giản là cái chuyển chuyển từ từ proof of work, tức là phải đào ấy, sang cái proof of stake, nhưng mà 2 năm nay rồi làm không nổi, và còn rất nhiều các cái phía sau như là sharding để giúp cái tốc độ nó nhanh hơn nữa, cũng không tiến triển được. Cái xu hướng crypto sắp tới nó sẽ khác với trước đây nha, khi mà đầu tư mọi người làm thì phải để ý một chút. Rồi các cái crypto mà đi theo hướng là có staking thì cũng cũng là một xu hướng mới, nó không còn như trước đây chúng ta phải đào nữa. Các anh chị nhớ được là các cái đồng crypto sau này sinh ra ấy, tất cả đồng crypto mới nó không còn phải đào, cái thuật toán đào là thuật toán rất cũ rồi. Nhưng là các đồng crypto nào còn sinh ra mà phải đào thì mình khuyên chân thành các chị nên né nó ra, bởi vì bây giờ không ai dùng cái đào nữa, bởi vì cái đào nó bộc lộ rất nhiều những cái điểm yếu, đặc biệt là Bitcoin nó bộc lộ ra quá nhiều điểm yếu rồi, bởi vì nó dành cho những người mà có tiềm lực kinh tế, họ đầu tư vào cái máy đào nhiều thì cũng dần 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 nó dẫn đến chuyện là từ phi tập trung nó biến thành thành tập trung. Thì đừng đầu tư vào những crypto mà nó còn phải đào nữa, chỉ nên đầu tư vào những đồng crypto nó đi theo những cái cơ chế đồng thuận mới như là proof of work, proof of stake, delegate proof of stake, rồi sau này có rất nhiều những cái cơ chế đồng thuận mới hơn. Thì đừng đừng đào đừng đừng, đừng mua đừng đầu tư vào những cái đồng crypto mà có thuật toán nào nữa. Yes, thì sơ đồ tóm vậy đấy là những cái hướng mà crypto sắp tới nhưng mà chúng ta sẽ có thể nhìn thấy. Và cái tư duy về ICO sắp tới này nó sẽ rất khác với ICO trước đây của các bạn nhé. Và ICO trước đây theo kiểu bơm thổi rồi lên sàn rồi nhồi rồi nhận tiền về mà không có smart contract các thứ này nọ thì nó sẽ không còn cái xu hướng đấy. Và cuối năm nay và đầu sang năm sẽ có rất nhiều các cái ICO mới, phương thức hoàn toàn mới so với trước đây. Mọi người nghe những phần chia sẻ của anh Hùng thì mình phải xác nhận là cái đôi khi một số những cái thông điệp anh Hùng chia sẻ nó sẽ hơi xa, bởi vì bây giờ anh Hùng nói có thể phải 3 4 năm sau mới đúng, nhưng mà đó là cái lựa chọn của anh Hùng. Tại vì sao mình lại nói cái chuyện này, tại vì cách đây vài ngày thì mình có ngồi nói chuyện với như mình đã trao đổi rồi, có nghĩa là bây giờ thị trường nó rất là khác, người ta không có thể nào mà phân tích xong rồi chờ đợi đủ lâu để mà là theo giá trị, theo mà đa phần đều 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 theo giá cả rất là nhanh. Và có một số nhóm bởi vì người ta làm quá nhiều cái dạng marketing cho cái dạng ISO cả cả River Fed á, và người ta biết là công đoạn này, công đoạn nào người ta bắt đầu marketing, công đoạn nào nó bắt đầu nó mua vào, đó là họ mua sản phẩm dựa trên cái quy trình. Anh Hùng mình yêu quên không, có một số đội làm full quy trình cho một cái đồng token để nó lên sàn nó đẩy giá, thành ra bây giờ họ biết khi nào mà book báo, khi nào mà họ thuê KOL, tức là khi nào mà họ họ truyền thông, tức là họ đọc được cái nhạy cảm thị trường, và họ ứng xử dựa trên cái phản ứng của thị trường, chứ không có không không thuần túy. Bây giờ cái white paper nó không còn, với một số nhóm cái white paper nó không còn cái giá trị nhiều nữa, và họ thấy nó đủ tốt, sau đó họ dò dò vào cái cách ứng xử, ví dụ khi nào mà họ phát ngôn, họ tham gia event, sau họ bắt đầu chi báo, tức là họ họ quan sát trước để họ đầu tư, thì họ đầu tư trung hạn khoảng 3 đến 6 tháng, và trong 3 đến 6 tháng thì phần lớn những cái crypto đều đều có sự tăng trưởng rất là lớn, lớn hơn cái bạn trade rất là nhiều, tăng từ 5 cho tới 12 lần nó đâu, từ 3 đến tới 6 tháng. Sau khi mình đọc sơ qua paper thì thật ra cái chức năng nó lại không có quá cao siêu so với những crypto cũ trước đây, chỉ đâu ngờ nó mới hơn, nó fresh hơn, nó nhẹ hơn. Hồi xưa là mỗi lần một dự án là cũng hàng chục triệu đô, và dự án một vài triệu nữa vào nó hòm hèm nó chạy rồi. Thì một lần nữa mình xác nhận lại với cả nhà là đây là một cái hướng. Crypto nó có rất là nhiều cái cách thức mình tham gia. Như hồi xưa mình tham gia thị trường mình chọn hướng là dịch vụ, là mình không biết thị trường lên xuống, mình đều có một cái lợi thế của mình.
Thì bây giờ là như trường phái của anh Hùng là anh Hùng đầu tư vào giá trị nhiều, anh Hùng phân tích hiểu đúng, hiểu đủ và mua rồi mình an tâm, nó lên xuống thì mình vẫn an tâm. Thì vẫn còn nhiều trường phái khác để các nhà có thể nghiên cứu được ha. Ok, ở đây mọi người đều hỏi ADA, ADA đã có ứng dụng giá trị nào chưa? Mọi người đã nghe anh Hùng nói rất là nhiều về ADA, mình được nghe bọc bõm là anh Hùng đang có ủ mưu là tổ chức một cái nhóm để sẽ mà làm những cái service liên quan tới ADA. Hay là anh Hùng nói sơ sơ về 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 ADA đi, nói sơ sơ xem để mọi người có thêm niềm tin, mặc dù nó là X4 từ từ đấy khoảng 2 tháng mấy chứ mấy, từ 0.02 tới hiện tại là X4 rồi, chỉ mới khoảng tháng 3, 3 tháng à, có 3 tháng à, mà X4 là 400%, mọi người hình dung là bình thường để ngân hàng là khoảng 8% thì phải tới mấy chục năm mới được X4. Ok, thì đó là sự điên khùng của thị trường này, và mình nghĩ là thầy 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 cho chia sẻ biết tại sao là ADA lại tăng như vậy, và lúc mà thị trường biến động nhiều thì ADA vẫn rất là vững vàng. Hiện tại nhiều người thấy nó tăng chứ chưa biết tại sao tăng nữa, ông chia sẻ sơ sơ xem. Thực ra bạn Minh nói đúng đấy, tức là mình là ở trong lĩnh vực crypto thì mình đi theo phân tích cơ bản nhiều hơn là phân tích kỹ thuật, và đôi khi những cái gì mà mình nói nó lại xa xa hết. Cụ thể là mình nói Bitcoin là vỏ sò, đúng không? Mình nói Bitcoin là vỏ sò cách đây 2 năm rồi, tức là mình coi Bitcoin nó không có giá trị thực tiễn nhiều lắm. Và nếu các bạn mà muốn xem Bitcoin là vỏ sò như nào, các bạn lên YouTube để tra chữ Bitcoin là vỏ sò. Mình nói trong một cái diễn đàn, một cái buổi summit 500 người nha, đấy khoảng 500 người, và rất nhiều người phản đối mình Bitcoin là vỏ sò, và đến giờ phút này đúng là Bitcoin vẫn chưa là vỏ sò, và nhưng mà mình tin, mình vẫn tin vào cái đó. Thì các bạn lưu ý là những cái gì mình nói đôi khi cái dự báo của mình nó có thể khá là xa, bởi vì nó là phân tích cơ bản. Bản thân ADA cũng là một cái nỗi đau. Các anh chị em học viên hoặc là những người mà ngồi vào đây chắc là nhiều người cũng phải trả giá cho những nhận định mà mình đánh giá về 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 đồng ADA. Thì đồng ADA mình khi mà cả cái crypto mà họ đang lao sao lên để mà đầu tư vào những đồng mà nổi trội rồi tăng giá cao ấy, thì mình đi sâu vào mặt phân tích kỹ thuật, mình đánh giá là Cardano là một trong những đồng tiền mà làm những cái hệ thống blockchain, nó là blockchain platform 3.0 thế hệ mới. Mình phát hiện là mặt công nghệ nó rất là mới, mới hơn tất cả những cái hiện tại, và nó giải quyết được rất nhiều vấn đề. Và mình cũng có đánh giá thuần túy về mặt công nghệ thôi, và mình cũng tin vào nó, mình cũng bỏ rất nhiều tiền vào để đầu tư, và mình chia sẻ cái đấy ra cộng đồng, nhưng cũng rất nhiều người lao vào đầu tư. Rất tiếc là cũng dẫn nhiều anh em đu đỉnh, bản thân mình không đu đỉnh nhưng mình cũng đu ở lưng chừng đỉnh, là cũng tương đối là sót. Thì nói thật là đúng là đôi khi những cái đánh giá về mặt công nghệ, về mặt xu hướng dài hạn ấy, thì có thể nó sẽ đúng, nhưng mà phải mặt dài hạn, các anh chị mới nhìn thấy được. Thứ hai nữa là trong đầu tư thì ngoài cái chuyện về mặt công nghệ thì chúng ta cũng phải chọn đúng thời điểm nữa. Thì ADA là một trong những cái mà mình chọn sai thời điểm, mặc dù là mình có thể đúng một phần nào về mặt công nghệ. Và đến giờ phút này thì như câu hỏi của mình thì lý do tại sao mà ADA tăng trưởng trong khi cả thị trường thì nó cũng đang gặp nhiều vấn đề. Thì trong vòng khoảng độ một tháng gần đây, đúng không, các chị nhìn thấy là ADA có những cái tăng trưởng tương đối là vượt bậc ở trên cái bảng xếp hạng. Thì ngày xưa nó tụt xuống tận vị trí thứ 16, đến hiện tại thì nó đang lên vị trí số 10 rồi, và nó chỉ còn kém US là một trong những cái platform cạnh tranh trực tiếp, trực diện với nó. Thì nó chỉ còn kém đâu đấy khoảng độ 300 triệu đô nữa thôi. Thì mình hy vọng chỉ một cú tăng nữa thôi thì mình sẽ thay thế được cái đó. Thì lý do tại sao mà ADA tăng gần đây thì các bạn biết là sau một thời gian dài chuẩn bị, ADA là một cái nền tảng mà blockchain 3.0 theo hướng chính nhé các chị nhé, và nó xây rất là bài bản. ADA là cái đồng tiền, cái hệ thống, cái platform blockchain duy nhất ở trên thế giới hiện nay ấy, là nó làm theo hướng là peer review, tức là trước khi mà bắt tay vào code ấy, thì nó phải mang những cái white paper, tức là những cái bản cáo bạch, cái bản thiết kế của nó đến các cái trường đại học và được xác nhận về mặt toán học, về mặt lý luận, về mặt thuật toán, nó được xác nhận bởi các cái những cái người mà làm chuyên môn, họ khẳng định là ấy, như thế là đúng, bắt đầu nó mới bắt tay vào code. Nó khác hoàn toàn với các platform khác, platform như là iOS chẳng hạn, thậm chí là người ta làm xong ấy, nó còn không 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 nó còn chưa có bản thiết kế cơ, tức là xong hết hoàn chỉnh xong rồi nó còn không bản thiết kế. Thì cá nhân mình đánh giá, mình cũng có biết một chút về mặt lập trình, thì mình đánh giá là rõ ràng là một cái hệ thống mà được xây lên một cách bài bản, có bản vẽ thì nó sẽ hoàn thiện hơn.
và khác hẳn với cái chuyện là xây dựa trên kinh nghiệm, đúng không? Thì có thể nó sẽ phải đập chỗ này phá chỗ kia. Và các anh chị biết rằng là nếu mà làm một cách bài bản ấy thì bao giờ nó cũng tốn thời gian hơn, tốn công sức hơn. Và cụ thể là thậm chí là ADA nó đã nhỡ hẹn, trễ hẹn mấy lần. Điển hình là tháng 9 năm ngoái là một cái mốc mà nó phải chuyển sang một kỷ nguyên mới là kỷ nguyên Chile, nhưng mà nó bị delay và Hawkinson lên tuyên bố là nó đập đi gần hết hệ thống code và code lại từ đầu, gần như code lại từ đầu, và gần thị trường cũng rất là hoang mang. Cho nên ADA là một trong những cái đồng tiền mà mất giá sâu nhất so với đỉnh, nó mất giá tới 96%. Tức là nó chỉ còn có 4% so với cái mức giá đỉnh thôi, từ cao nhất là 1.39 đô la nó xuống thấp nhất còn có 0.017 thì 7 đô la thôi, như vậy là mất tới 96%. Đấy là cái đồng mà tiền mà mất sâu nhất. Nhưng bản thân mình thì vẫn có niềm tin rất vững chắc cái này, thậm chí khi nó đập lên mình rất vui, mình nói là ê, nói như vậy là làm một cái rất chuẩn chỉ, và mình vẫn tiếp tục mua vào. Nhưng mà rất tiếc thì cái đợt mua vào phía sau thì không còn nhiều vốn lắm, nên là cứ mua túc tắc vào dần thôi. Thì lý do tại sao mà đợt gần đây đồng ADA lên tăng cao ấy, bởi vì là bắt đầu nó chính thức bước vào cái giai đoạn 2. Các anh chị biết được là đồng ADA ấy, nó có 5 phase tất cả, tức là nó có 5 kỷ nguyên tất cả. Nó đi từng bước một, đi từng bước một. Kỷ nguyên đầu tiên là kỷ nguyên Byron, tức là chúng ta đang hiện tại chúng ta đang ở kỷ nguyên Byron. Và nó có kỷ nguyên Byron này, Schiele này, Gouin này, Bachon này và Voltaire, tức là nó gọi tên là như thế. Thì 5 lần, cái đầu tiên ấy thì nó chỉ tập trung vào cái chuyện là xây dựng những cái nền tảng vững chắc thôi. Bước sang giai đoạn 2 ấy, thì bắt đầu nó mới tập trung vào cái chuyện là phi tập trung. Hiện tại đến giờ phút này chúng ta đang được đầu tư ADA là đang đầu tư tập trung hoàn toàn nhé, chưa phi tập trung một tí nào cả. Thì sắp tới mới phi tập trung. Sau phi tập trung thì nó đến giai đoạn giải quyết vấn đề là smart contract. Sau smart contract nó mới đến cái giai đoạn là giải quyết vấn đề về quy mô, scale, quy mô của cái blockchain, và đến giai đoạn cuối cùng nó mới hoàn thiện. Tức là đi rất chắc từng bước một, các chị tưởng tượng như thế, nó xây dựng cái nền móng rất rất là chắc. Cái blockchain platform ấy nó khác với blockchain thông thường ở chỗ là nó cho phép, tức là nếu mà sau này các anh chị tưởng tượng là nếu mà chúng ta bây giờ mà làm một cái đồng tiền mà có blockchain, làm một cái ứng dụng mà có blockchain, gần như chúng ta phải code hoặc là làm tất cả mọi thứ từ đầu. Nhưng sau này ADA nó sẽ là một cái platform, nó giống như Windows ấy. Các anh chị muốn lập trình bây giờ rất dễ, như tôi bây giờ lập trình cái ứng dụng không có gì khó cả. Thậm chí là những ứng dụng mà có những cái nền tảng mà mình lên mình chỉ cần kéo thả thôi là nó đã ra các cái chương trình sẵn rồi, các cái app chạy được. ADA sau này nó thiết kế dạng thế. Các anh chị sau này có thể tạo một cái website chạy trên blockchain thì nó y như cái chị tạo website chạy trên các cái nền tảng tập trung như hiện nay, chỉ cần kéo thả thôi là được, ví dụ thế. Rồi sau này các anh chị xây dựng những cái app, những cái đề app mà chạy trên nền tảng blockchain thì thậm chí là chúng ta còn không nhận diện được ra là chúng ta đang code, chúng ta đang lập trình ở trên nền tảng blockchain cơ. Thì đấy là lý do tại sao mà nó mất thời gian như thế, nó tạo ra một cái hạ tầng để cho những thằng mà muốn làm về blockchain ứng dụng app nó phát triển ở trên cái đấy. Thì rõ ràng làm như thế nó sẽ mất thời gian rất nhiều so với những cái mà đơn giản chỉ là một cái blockchain bình thường và chỉ chạy cho chính nó thôi, thì rất dễ copy and paste 5 phút là các bạn có một cái blockchain. Thì cái platform nó rất khác. Thì chúng ta có một cái lộ trình rất rõ ràng là ở đây tôi có một cái này, các anh chị nhìn lên màn hình sẽ thấy được, không biết các bạn có nhìn thấy màn hình không. Đây tôi sẽ cho các anh chị nhìn thấy trên 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 màn hình. Các bạn có nhìn thấy cái màn hình cái phần này trình duyệt của mình không nhỉ? Mình có nhìn thấy cái trình duyệt của anh không? Đấy này. Ok rồi. Đây là các cái lộ trình phát triển của các Cardano này bạn. Kỷ nguyên đầu tiên là kỷ nguyên Byron. Kỷ nguyên này nó chỉ tập trung vào cái chuyện để tạo ra một cái nền tảng hạ tầng ban đầu thôi, và chúng ta đang ở trong cái kỷ nguyên này. Như vậy là có tới 5 cái kỷ nguyên mà chúng ta mới bắt đầu chuẩn bị vào kỷ nguyên thứ hai thôi, tức là hiện tại chúng ta vẫn đang ở kỷ nguyên thứ nhất. Như vậy có nhìn thấy là ADA là cả một cái lộ trình dài và chúng ta còn dư địa rất lớn cho cái chuyện nó tăng trưởng và những cái thông tin mới nó sẽ đến. Nên tất cả những cái gì mà về ADA là mới chỉ bắt đầu các bạn nhé, tất cả mới chỉ bắt đầu. Rồi chúng ta chuẩn bị chuyển sang cái kỷ nguyên thứ hai là kỷ nguyên Shelley. Lát nữa tôi sẽ cho các anh chị xem cái kỷ nguyên Shelley thì nó sẽ có những cái gì. Và cái kỷ nguyên này nó mới tập trung vào decentralized, cho nên trên mạng ấy rất nhiều người nói rằng là chửi rằng là ADA vậy phi tập trung thế mà cũng mua. Đúng, họ nói đúng. Đúng không? Cho nên nhiều người mà không biết mà công nghệ là thấy là ủa giờ blockchain mà lại tập trung thì ai lại dùng cái đấy. Nhưng nó có lộ trình phát triển rõ ràng. Và đến tận giai đoạn 3 ấy nó mới có smart contract. Và rất nhiều những các bạn mà đang bán những cái đồng crypto ấy lên bảo ôi của tôi nhưng còn tốt hơn cả ADA, bởi vì là tôi có smart contract mà ADA nó không có smart contract. Thì điều đấy cũng đúng,
họ nói đúng không sai thế nào cả, nhưng mà nó có trong cái lộ trình phát triển. Nó giống như là cái chuyện các chị muốn xây một cái tòa nhà mà 100 tầng ấy, thì đầu tiên phải đào rất sâu xuống dưới để làm các tầng hầm. Thì rõ ràng người ta bảo ôi mẹ thằng này xây 2 năm rồi mà nó không có nổi một cái phòng nào cả, thì họ nói thế hoàn toàn đúng, bởi vì là chúng ta đang tập trung xây cái phần móng rất là vững. Rồi đến tận thời kỳ thứ tư chúng ta mới tập trung vào vấn đề quy mô, và cuối cùng thì chúng ta tập trung cái chuyện quản trị ở giai đoạn này, giai đoạn hoàn thành. Thì tất nhiên là không phải là cứ xong cái giai đoạn nọ mới xong mới 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 làm giai đoạn kia, tất cả cái giai đoạn này nó có song song hết, các chị nhìn nó song song hết với nhau, nó song hết nhau, tức là đến giờ phút này chúng ta cũng đã đang đang làm cái vô quen rồi, cái smart contract ấy, chứ không phải là đợi lúc nào xong CLA thì mới mới làm cái sang cái giai đoạn vô quen. Lý do tại sao mà nó tăng trưởng mạnh ấy thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trên màn hình có một cái đây, cái này. Đây là cái roadmap update theo kiểu zoom zoom in, tức là rất là ngắn và mới mới công bố cách đây khoảng 2 tuần. Nó có lộ trình rất rõ từng ngày một. Thì chúng ta hôm nay là ngày mùng 6 tháng 6, thì ngày mùng 9 tháng 6, tức là còn 3 ngày nữa. 3 ngày nữa chúng ta bắt đầu được chạy cái testnet của Silay. Nào. Bắt đầu đến ngày 16 tháng 6 thì bắt đầu có ví ví testnet, ví ví Dahlia của Silay, của kỷ nguyên Silay, nhưng mà testnet. Đến ngày 23 tháng 6 chúng ta có hard fork. Hard fork này rất khác với hard fork bình thường các bạn nhé. Hard fork này mới chỉ là hard fork test thôi, chúng ta chạy thử test. Xong đến ngày 30 tháng 6 thì lại check cái balance của cái test mà chúng ta hard fork nữa. Như vậy là từ nay đến cuối tháng 6 thì ADA tập trung vào chuyện test 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 cho bằng xong, test cả ví, test cả cái chuyện mà hard fork thử xem như thế nào. Và chúng ta sẽ có một cái giai đoạn là từ trong suốt của tháng 7. Đặc biệt là cái ngày 29 tháng 7 là cái ngày chính thức hard fork. Và đấy là cái ngày mà mainnet chính thức bước vào hoạt động. Và kỷ nguyên Shelley bắt đầu từ đấy, và cái kỷ nguyên Baron sẽ kết thúc. Bắt đầu ở cái đường kẻ vạch này này. Thì và đến ngày mùng 3 tháng 8 thì những cái bạn mà đang 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 chạy testnet mà có reward ấy sẽ được nhận chính thức cái đồng reward về. Rất nhiều lời đồn đoán là trước cái giai đoạn này là đồng ADA sẽ sụt giá này, bởi vì là những cái thằng mà đang chạy testnet đến cái đoạn mà ngày mùng 3 tháng 8 là nó nhận được, nó sẽ xả về để lấy tiền để tiếp tục lại chạy server, đúng không? Đấy là những cái mốc để các anh chị để ý. Và cái bắt đầu ấy, bắt đầu cái kỷ nguyên này là từ ngày 18 tháng 8 thì chính thức bắt đầu các anh chị chạy staking được. Staking tức là các anh chị mà đang sở hữu cái đồng 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 ADA, các anh chị có thể mang lên xong ủy quyền. Staking ở đây cũng không phải chúng ta phải cắm máy gì cả, chúng ta chỉ cần ủy quyền dạng depot á, chúng ta sẽ ủy quyền cho một cái pool, nó sẽ chạy cho chúng ta thôi. Và đây là cái staking chính thống. Nó không phải là cái staking ảo giống như là mấy chú ở Việt Nam mình dựng lên cái crypto stake, nó mới chết rồi đúng không? Nó mới chết rồi. Tức là người ta lấy hút cái đồng ADA về, xong rồi lấy đồng ADA trả lãi ra bất kỳ cái gì mà trả lãi theo ngày nha các anh chị, là dẹp bỏ đi. Mình khuyến cáo nhiều lần, rất nhiều người khác cũng khuyến cáo nhiều lần, nhưng mà rất nhiều người vẫn cứ tham, cứ lao vào những chuyện đấy. Không thêm trả lời câu hỏi của bạn Minh đây, cái này trả lời câu hỏi của bạn Minh là tại sao mà ADA đợt vừa rồi nó lại tăng ghê gớm thế, nó nhân gấp 4, 4,5 lần, và giá hiện tại nó đang là 0,085, còn lâu mới về bờ được. Nhưng mà lý do tại sao nó tăng thì là như thế. Thì đây là một cái zoom in, nhỏ lại để các anh chị nhìn thấy, thì nó còn dư địa tăng trưởng rất lớn trong ngắn hạn, tức là từ nay cho đến cuối tháng 7. Thì các cái tin tức mới nó tiếp tục cập nhật ra nữa. Và các anh chị biết là trong cái thị trường này thì cái thông tin nó rất là quan trọng, là FOMO nó sẽ đẩy giá lên. Chưa kể là cái chuyện là bản thân cái đồng ADA nó đã bị hiểu lầm và nó bị dìm giá rất sâu, đúng không? Cho nên là cái cơ hội nó còn nhiều. Ok, nói rằng là tất cả những lời khuyên là nhận định này là cá nhân mình bằng những hiểu biết rồi nha. Các anh chị nào mà mua vào mà có lãi có lỗ các anh chị tự chịu lấy. Bởi vì là mình cũng những lời khuyên như này cách đây khoảng độ hơn 1 năm, gần 2 năm, thì mình cũng lôi nhiều người vào cuộc, và kết quả là mọi người cũng 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 đang đu đỉnh, đúng không? Thì đấy là lý do trong ngắn hạn. Còn trong dài hạn, các anh chị nhìn thấy rồi, ADA nó có tới 5 năm cái kỷ nguyên, và chúng ta mới bắt đầu kỷ nguyên thứ hai. Còn hiện tại đến giờ phút này chúng ta ngồi nói những chuyện với nhau là chúng ta đang ở kỷ nguyên thứ nhất, ở cuối của kỷ nguyên thứ nhất thôi. Và trong vòng 2 tháng tới thì chúng ta hy vọng là cái cú mà chuyển sang cái kỷ nguyên thứ hai là kỷ nguyên thực sự phi tập trung ấy, thì nó sẽ hoàn thành. Hôm trước cũng có bạn hỏi rằng là thế trên ADA có cái DeFi không, tức là cái tài chính, cái giao dịch tài chính phi tập trung. Thì những cái chuyện đấy là chuyện hết sức bình thường, cái chuyện nó sẽ xảy ra ở trên những cái chuyện này, và không có gì là ghê gớm cả.
còn hỏi nó đã có hay chưa. Vừa nãy có bạn cũng đặt câu hỏi, mình có đọc qua là thế thì đã có cái gì ứng dụng của ADA chưa, đúng không? Thì đến giờ phút này nói thẳng với các bạn là chưa, đúng không? Và những cái gì mà chúng ta bỏ bỏ tiền rồi niềm tin và đầu tư đấy là cho tương lai. Đây là một cái dự án đầu tư mạo hiểm, các bạn xác định đây là dự án đầu tư mạo hiểm, cho nên chỉ bỏ những cái số tiền mà các anh chị có khả năng mất được thôi. Và nó có nguy cơ rõ ràng, rõ ràng là đến ngày 29 tháng 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 7 này này là một cái giai đoạn rất là quan trọng của cái chuyện là hard fork. Nhưng nếu mà hard fork không thành công thì dự án này có nguy cơ lại quay lại từ đầu, lại đi về mo. Thì mình tin là nếu nếu mà nó fail thì họ sẽ vẫn tiếp tục làm thôi, nhưng mà chúng ta lại phải tiếp tục đợi thêm một thời gian nữa. Và chưa kể cộng đồng nó rất mất niềm tin và có khả năng giá nó sẽ sụt giảm. Nhưng mà nếu nó hard fork thành công nữa thì đấy là một cái chuyện mà vượt bậc, cứ thành công một kỷ nguyên. Và rõ ràng đây là một dự án mà nó có từng bước từng bước từng bước, thì nếu chúng ta kiên trì mà theo nó thì cứ mỗi một cái bước đấy chúng ta sẽ gặt hái được những cái lợi ích, đúng không nào, về mặt giá cả. Còn những đồng tiền khác ví dụ như là US, cái chị tưởng tượng nó xong, thế nó xong rồi và bây giờ nó không còn cái cơ hội để mà tăng trưởng đột phá những thông tin mới, những cấp bậc tiếp theo nó nhảy lên nữa, thì rõ ràng nếu là đứng ở góc độ là nhà đầu tư thì nó không còn cái gì mới cả, thì rất khó mà chúng ta có những cái gì gọi là tiềm năng. Và đây là một dự án rủi ro nhưng mà thực sự nó có tiềm năng, và cứ mỗi một cái đoạn mà đột phá nó qua một cái kỷ nguyên như thế này thì nó đem lại cho chúng ta những lợi ích về rất lớn. Có câu hỏi vừa nãy có một bạn hỏi là giá nó có lên 20 đô không? Thì bây giờ mà nói là ADA mà lên 20 đô chắc là nhiều người không tin. Như tôi cũng không tin đâu. Nhưng mà cuộc đời cũng không biết thế nào các anh chị ạ. Hôm qua có một nhóm ngồi tính rồi, nếu mà là 20 đô thì đâu đấy nó mới lên đến khoảng độ 5 5.000 tỷ, 50.000 tỷ. Đúng không? Và 50.000 tỷ với một cái thị trường tài chính toàn cầu thì không 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 có gì ghê gớm cả. Không gì cả. À có 5.000 tỷ chứ. 5.000 tỷ thì nó không có gì ghê gớm cả các chị. Thì các chị biết là chứng khoán bây giờ là 73.000 tỷ, rồi thị trường phái sinh nó là 544.000 tỷ. Thì những cái chuyện mà nếu nó thành công được nhá thì những cái con số vừa rồi nó sẽ không có gì ghê gớm cả. Và nhưng mà nó không xảy ra ngày mai, nó không xảy ra tuần sau, và nó có thể mất phải 5 năm, có thể phải 10 năm. Các chị không 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 tưởng tượng cái chuyện đấy nó có thể xảy ra. Nó giống như Google ngày xưa ấy, đúng không? Khi mà Yahoo làm rất là thành công rồi ấy, thì Google mới bắt đầu bắt tay làm search. Cái thời thế hệ bọn tôi năm 2003 ấy, mà thằng nào cũng phải có một tài khoản gọi là a.yahoo.com. Và hồi đấy mà Google, giá cổ phiếu Google 2003 nó chỉ khoảng 4 đô thôi các chị, 4 đô. Và Google bắt đầu bước vào làm search thì cả thế giới cứ tranh luận xong cười hô hố lên với nhau, đúng là thằng điên. Bây giờ ai search thì search Yahoo. Và các chị biết rồi, làm bài bản như Google, đúng không? Và nó đâu tồn tại đến tận bây giờ, giá cổ phiếu Google bây giờ là 1.200 đô la. Nhưng tất nhiên nếu nó không thành công, nó fail thì nó lại là một con số không tròn trịnh. Nhưng nếu nó thành công thì nó sẽ đem lại cái cơ hội rất lớn. Cho nên các anh chị mà xác định là bỏ tiền vào ADA đấy là một khoản đầu tư mạo hiểm, một khoản đầu tư mạo hiểm, cho nên chỉ đầu tư bằng cái số tiền mình sẵn sàng và có thể mất thôi. Chứ bán nhà bán xe rồi có bao nhiêu tiền mà đổ hết vào đây để mong cơ hội đột phá là các chị sẽ làm rất sai. Tuần sau chúng ta có chủ đề gồng lãi, đúng không? Thì chúng ta mà bán nhà bán xe rồi vay những cái khoản mà phải trả lãi, các anh chị không thể nào đột phá được với cái khoản đầu tư vào ADA đâu. Đầu tư ADA này các anh chị phải dùng những nguồn vốn sạch, những nguồn vốn tốt thì mình mới gồng được lãi, những nguồn vốn có khả năng chịu mất được ấy, đúng không? Thì các anh chị mới có hội thành ông nọ bà kia được. Chứ còn đầu tư mà cứ rón rén xong rồi nó thấy nó lên xuống giật 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 đã nóng hết cả người lên rồi thì không bao giờ các anh chị có cơ hội nhận được những cái khả năng tăng trưởng gấp 10, gấp 20 lần, chứ chưa nói là gấp 1, gấp 2 lần, đúng không? Thêm gấp vài trăm lần hoàn toàn có khả năng ở trong cái thị trường crypto này, nhưng mà nó phải trong thời gian đủ dài. Và các chị nhìn thấy ADA nó có một lộ trình là 5 năm cái kỷ nguyên, và nó sẽ không làm xong được trong vòng 1 năm 2 năm, nó phải tính bằng 3 năm 4 năm. Nhưng nếu nó xong được thì tôi vẫn cứ có niềm tin là nó có thể như là một Google tiếp theo, một cái hạ tầng mà có nhiều thứ nó phát triển lên được. Hôm trước có bạn cũng nói rằng là này thầy, thế sau này có một thằng nó tốt hơn ADA thì sao, đúng không? Yes, có những thằng như thế thật. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta phải thường xuyên nghiên cứu và bám sát nó, để đột nhiên thấy có thằng nào mà nó 4.0 thật, 4.0 thật chứ không phải là 4.0 kiểu của Việt Nam đâu nhá. Có thằng ở Việt Nam cứ tuyên bố là tao là 4.0 rồi, nhưng mà 4.0 đấy là 4.0 lởm, 4.0 thật đấy. Thì lúc ấy mình sẽ phải chuyển từ ADA sang những cái đồng kiểu như thế. Thì thế giới công nghệ này nó sẽ thay đổi rất là nhanh, nên là chúng ta buộc phải bám sát và chúng ta phải theo sát nó để cho những khoản đầu tư chúng ta có khả năng sinh lời mà bền vững được ấy. Còn nếu chưa có cái gì khác nữa thì các anh chị phải kiên trì. Không nhanh ở đâu các anh chị, đừng đừng nhanh, đừng hy vọng là từ nay đến cuối năm ADA nó có thể lên được vài đô. Cá nhân tôi cũng không tin như thế, nhưng mà trong vài năm tới thì mình lại tin, bởi vì là khi mà các hạ tầng nó xong được thì nó sẽ đi rất nhanh và đi rất bền, đi rất nhanh và đi rất bền. ADA nó sẽ giúp giải quyết rất nhiều vấn đề,
đặc biệt là ví dụ vấn đề về mặt quy mô, vấn đề về mặt tốc độ, vấn đề về mặt bảo mật. ADA nó xây dựng một cách rất chỉnh chu, cho nên là ví dụ các bạn để ý là iOS nó có tốc độ rất nhanh, chỉ một giây một block thôi, nhưng mà nó lại thiếu đi tính bảo mật, và không một ngân hàng hay một chính phủ hay một cái tổ chức nào người ta dám dùng ADA vào những cái việc để mà cần cái tính bảo mật cao, không? Bởi vì là cái ADA nó chỉ ưu tiên với tốc độ thôi. Tất nhiên nó cũng chọn thị trường ngách thì nó rất đúng với những thằng làm game này nọ, nhưng mà còn đối với ADA thì nó lại làm rất là chỉnh chu và có bài bản, có tính mang tính học thuật cao, nó có tính bảo mật, đúng không? Thì nó được đảm bảo bằng 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 những cái vấn đề về mặt học thuật, thì mình tin rằng là chắc có nhiều nền tảng mà cần những cái hệ tầng, hạ tầng nó có chiều sâu như thế người ta sẽ dùng. Và khi mà những cái hạ tầng chiều sâu của những cái tổ chức lớn người ta dùng thì cái hệ sinh thái nó rất là lớn. Có những bạn cũng nói rằng là nắm ADA chỉ để lên giá, đợi lên giá thôi, đúng không thầy? Thì mình nói rằng là ADA, nếu các bạn mà nắm ADA nó sẽ có mấy cái lợi ích như thế này. Đầu tiên ấy, đúng là ADA thì có cơ hội lên giá rất lớn. Các chị nhìn thấy ADA cái chuyện mà tăng giá được gấp 4 lần, có thể nó sẽ dễ hơn rất nhiều so với Bitcoin có khả năng tăng gấp 4 lần. Các chị nhìn thấy Bitcoin giờ tăng gấp 4 lần thì nó phải lên đến 40.000, khó không? Khó phết, đúng không? Nhưng cơ hội ADA để mà tăng gấp 4 lần có không? Có, nó từng xảy ra rồi đấy, nó từng xảy ra chỉ trong vòng một tháng, hơn tháng thôi. Thì cái dư địa để mà tăng trưởng nó rất là lớn. Thứ hai là nó còn nhiều yếu tố để còn có khả năng tăng được, đấy là cái mỗi một lần để upgrade qua một cái kỷ nguyên. Nhưng mà ví dụ Bitcoin chẳng hạn, Bitcoin chả còn cái gì để mà update được cái nữa, hết rồi. Bitcoin không update được. Ethereum thì quá chật chội, nó thiết kế không thể update, rất là khó update được. Rồi iOS nó cũng hoàn thiện xong rồi, đâu đấy những cái vụn vặt nhỏ 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 nhỏ. Cho nên đối với mình là cái dư địa để mà tăng giá của ADA nó còn rất lớn. Thứ hai nữa ấy, ADA có chúng ta có thể giữ ADA để staking. Tất nhiên là iOS cũng có thể staking được, cũng có thể lấy được, nhưng mà ADA cũng 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 staking được. Như vậy là chúng ta nếu mà giữ được nó với cái lợi suất khoảng độ 10% một năm, như vậy là các anh chị có khả năng có được cái lợi ích kép. Đấy là chuyện chúng ta có thêm một cái lượng ADA nữa. Đấy là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba ấy mà mình đánh giá nó là tiềm năng nhất, nó là tiềm năng nhất, đấy là trên nền tảng bản chất ADA là một cái platform. Một cái platform thì nó có rất nhiều các cái đề app ứng dụng nó sẽ chạy trên đó, và các cái đề app nó chạy thì sẽ có các cái ICO người ta phát triển, người ta sẽ phát hành những cái đồng token mới ở trên nền tảng ADA, và tất nhiên là ở trên đấy ADA sẽ có cái sàn giao dịch phi tập trung và cái đồng tiền trung chuyển để giao dịch hoặc là refund của các cái ICO ấy, nó sẽ là cái đồng ADA. Cho nên nếu bây giờ mình mua được ADA giá rẻ, mình trữ được nó, thì sau này mình có cơ hội được dùng ADA để đổi sang những cái token ICO nó phát triển ở trên cái nền tảng ADA nữa. Thì đấy chính là cái mà bạn Minh nói vừa nãy, là tôi rất kỳ vọng vào cái này. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu rất kỹ những cái cách thức phát hành ICO trên nền tảng ADA, mình nghiên cứu tất cả các dự án phát hành ở trên đó. Thì mình nắm giữ ADA trong tay rồi, sau này mình cứ đổi ADA mình ra các cái token đấy thì nó sẽ có cơ hội tăng giá tiếp lần hai. Bởi vì là nếu mà mình còn nắm giữ ADA với giá rẻ thì cũng không khác gì mình mua cái ICO ở đó với cái giá rẻ nữa. Thì đấy là cái lợi ích thứ ba, nghĩa là mình có thể nên nắm giữ dài hạn nó được. Và vẫn luôn nhớ với các bạn, vẫn luôn nhắc lại các bạn rằng là các bạn muốn nắm giữ nó được dài hạn ấy, thì các bạn phải dùng nguồn vốn tốt cơ. Cái nguồn vốn đấy nó không tác động đến đời sống hàng ngày, không phải đi vay lãi không, và nó có thể mất. Các bạn nên nhớ rằng là đây là một dự án đầu tư mạo hiểm và có thể mất. Và tất nhiên cuộc đời của chúng ta mà muốn bứt phá lên được ấy, thì nó phải có những khoản đầu tư mạo hiểm, chứ còn đầu tư chứng khoán hoặc là đầu tư mấy cái kênh truyền thống thế này nọ thì nó chỉ giàu có lên thôi, chứ còn gọi là bứt phá đột phá lên ấy, thì phải có những cái khoản đầu tư mạo hiểm kiểu như thế này. Và tất nhiên đầu tư mạo hiểm thì cũng phải có hiểu biết một chút, đúng không? Thì một vài kiến thức về cái ADA thế thì cập nhật cho mọi người, thì mọi người phải vững tin cái việc này, bởi vì là dự án ADA là một dự án làm thật ăn thật. Làm thật đây không phải tôi chém gió, nó thật đâu. Các bạn cứ theo dõi cái GitHub ấy. GitHub là một cái trang web chuyên theo dõi về chuyện cập nhật code của các cái dự án nói chung, đúng không? Thì bạn nên lên đấy, bạn sẽ nhìn thấy ADA là một trong những cái dự án mà cập nhật cái hệ thống cái mã lập trình của nó lên đấy ấy, thường xuyên nhất trong tất cả các dự án về crypto như hiện nay, đúng không? Mặc dù cả thị trường nó đao xuống sâu đến như thế, đúng không? Nhưng riêng đội đội ADA không nản, họ vẫn làm bình thường. Và thậm chí họ tuyên bố rằng là tôi làm là vì công nghệ, chứ tôi không làm vì cái chuyện là giá cả nó lên hay xuống. Và trung bình hệ thống của ADA cập nhật code cứ 2 ngày 1 lần, 2 ngày 1 lần, kể cả trong những lúc thị trường đẩy giá xuống sâu nhất, tức là họ làm độc lập hẳn so với những cái yếu tố đầu cơ ở bên ngoài thị trường, họ thuần túy về mặt công nghệ họ làm, cho nên là rất là bền.
Và cũng đừng mỗi một lần nếu nếu mà họ họ có những cái thay đổi về hệ thống code, ví dụ như là hồi tháng 9 năm ngoái họ nói là họ đập hệ thống code đấy đi, vâng, và thế giới truyền thông dù làm dùng beng vụ đấy, thì đối với mình là những cái đấy lại là cái cơ hội cho mình, thì đầu tư có hiểu biết một chút. Cho nên mình rất vững tin vào hệ thống này, bởi vì là nó là một cái, nó là một hệ thống gọi là rất là bền bỉ, là những người làm thật ăn thật, cái đội ngũ code cái thứ làm rất là nghiêm chỉnh bài bản, và những cái gì làm thật ấy, nó không ảo, chỉ có cái ảo nó mới nhanh thôi, nó mới thần tốc thôi. Còn những cái gì mà làm thật ấy, nó lâu lắm, nó bền, nó có sức bền. Thì mình là một trong những người mà cứ chịu khó đi tìm hiểu về mặt công nghệ như này, cho nên là mình đánh giá cái này là rất bền. Tất nhiên ấy, một trong những điểm yếu thì mình cũng có những điểm yếu, đôi khi mình chọn điểm rơi nó không chuẩn, thì cái này các bạn cần phải thêm vào, tức là mình biết đây là một, bằng phân tích cơ bản mình biết là nó tốt, nhưng mà bằng những yếu tố nhạy cảm, bằng phân tích kỹ thuật, các bạn cũng phải biết rằng là cái thời điểm lúc nào mình nên nhảy vào, lúc nào mình nên nhảy ra cho nó hợp lý, nó logic. Còn ở đây mình chia sẻ thuần túy về mặt công nghệ thôi, thì đây là một dự án tốt. Và đối với những dự án tốt ấy, thì cái nguyên lý về DCA, tức là mua bình quân giá ấy, thì nên nên áp dụng. Tức là nếu mình mua nó mà không may nó tụt xuống vì những cái nguyên tắc mà mình hiểu biết được về nó, thì mình có thể mua thêm vào. Một là bình quân giá, hai là mình sẽ có cơ hội mua được những cái đồng mua ở mức giá thấp ấy, thì nó sẽ tốt hơn cho mình rất là nhiều lần. Cái nguyên tắc DCA, nguyên tắc bình quân giá này không thể nào áp dụng cho cái đồng đồng crypto xấu được, nhưng mà với ADA thì mình tự tin là mình cứ tiếp tục mình làm, nhưng again là nó vẫn có những rủi ro nhất định như thế. Yes, ADA thì hơi đam mê một tí, nói hơi dài dài cho nên là các bạn cứ thông cảm. Mình vẫn theo dõi đợt vừa rồi, thì có nhiều bạn hỏi là không, thầy không theo dõi crypto nên là có, nhưng mà mình tạo tạo nghiệp cho nhiều người quá, thì là đợt rồi thì im re, đợt này thấy ADA lên mới dám lên nói chuyện một chút, thì chỉ động viên các anh chị em là đừng mất niềm tin vào nó, và là mọi thứ vẫn đang tiến về phía trước mà, cho nên là phải vững tin. Ok, mọi người thấy là đây là một cái cách thức để mà lựa chọn đầu tư đúng không? Và anh Hùng nói ADA có thể nói rất là lâu. Hôm nay mình thấy mọi người hỏi thêm nhiều cái đồng crypto khác như Binance hoặc là Zilliqa. Sớm đây sẽ hơi khó để mà chúng ta nói về sâu, tại vì mỗi cái token, một cái crypto để nó dài lắm cả nhà. Và mà giống hồi xưa mình với Hùng đã chia sẻ là đừng có hỏi mua con gì, giá nhiêu, tại vì nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố khác nhau. Như anh Hùng mua ADA, mình lại có nói chuyện một số nhóm khác, họ kêu là ADA là chỉ dành cho những gọi là sao ta, ADA số lượng token nó nhiều quá, chỉ những người nghèo mới mua, còn những cá mập nó mua ADA, nó mua BitE. Và mình nghe phân tích thấy coi là cái cách họ luận điểm, cái họ 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 lựa chọn đầu tư bằng dòng tiền nhiều hơn, họ không quan tâm cái công nghệ, họ kêu là cái này deliver cho nhiều người quá và nhiều người trung lưu biết quá, cái là những người ít tiền mua và họ mua bán và sẽ rất khó làm đồng tiền lên giá. Thì mọi người đừng có nghe anh Hùng nói xong cuối cùng về lại lại all in ADA thì không hay nữa. Mà ở đây mọi người kêu là so sánh sự tăng giá của ADA với Bitcoin Vol, mình nghĩ là cũng không nên trả lời câu hỏi này luôn, tại vì khá khá nhạy cảm ha. Rồi, mọi người hỏi thăm chút xíu về về Tezos à, anh Hùng có nắm một tí thông tin về Tezos không? Tao rõ mình không nghiên cứu sâu, nhưng mà cũng là một cái blockchain 3.0. Hiện nay có mấy cái blockchain 3.0 như chị là Tezos. Mình không tin vào Tron. Tron là một cái công nghệ copy and paste, cho nên là đối với mình nó không phải là 3.0 đúng nghĩa. EOS, Tezos và ADA, đấy là ba cái nền tảng đang ở cái blockchain 3.0. Tezos nó hơn ADA ở chỗ là nó có mainnet rồi, cho nên là nó dành ưu thế hơn, nhưng mà sau khi ADA ra cái tin này cái thì Tezos xuống phía phía dưới ADA luôn. Và hiện nay là ADA, Tezos, EOS là ba cái đồng platform 3.0 đứng sát nhau luôn, vị trí là 9, 10, 11. Thì đấy là ba cái các anh chị cần nghiên cứu. Các bạn mà hỏi về Zilliqa này, Hatgraph này, IOTA này, thì đấy là một công nghệ mà nó vượt qua cái blockchain 3.0. Đặc biệt là những cái dự án nó còn mang tính chất như là Hatgraph, có thể coi là blocknet, có thể coi là một cái đột phá, một cái xu hướng toàn toàn mới. Nhưng tuy nhiên công nghệ nó không đáng tin cậy, nó vẫn còn nhiều vấn đề về mặt bảo mật. Nên đối với mình có thể nó là một cái gì đó xa xa, xa hơn. Trước đây thực sự nếu mà tỉnh táo ra thì phải mua EOS, sau đó mua Tezos, sau đến mới mua ADA, đúng không? Tức là chuyển đổi lần lượt ra như thế thì nó mới chuẩn. Còn bây giờ nếu các bạn lao vội vào IOTA, Zilliqa hoặc là Hatgraph là hơi vội, bởi vì là cái tiếp theo này này nó sẽ là ADA, nó tiếp theo là ADA. Tức là hồi đầu IOS nó rất nhanh, cho nên IOS nó vọt lên. Sau đó Tezos nó ra, Tezos vọt lên. Sau đó đến ADA, ADA bắt đầu bây giờ mới đến lượt ADA vọt lên. Thì cơ hội bây giờ các bạn đừng 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 bỏ qua nó, mà các bạn lại nhảy nhảy sang cái IOTA hoặc là cái các cái platform mà xa hơn ấy,
thì các bạn sẽ mất đi cái cơ hội gần. Như ngày xưa là mình cũng bị nhảy sai, các chị cũng bị nhảy sai, tức là mình quá tin vào ADA cho nên mình bỏ qua mấy cơ hội iOS và Tezos. Nên là mình cứ phê phán nó là không tốt lắm, nhưng thực ra rõ ràng là về nếu mà mình tinh nhanh hơn một chút thì mình có thể trục lợi được cái giai đoạn mà có iOS mà kiếm được. Tezos trước, cái sóng của Tezos qua rồi. Mình không nghiên cứu rõ về Tezos lắm, nhưng mà nó được liệt vào cái blockchain 3.0, mình cũng không nói được nhiều về 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 cái này. À, nhược điểm của ADA là gì? Mình có nói cho các bạn, nhược điểm của ADA là nó quá tham vọng ấy, nó lớn lắm. ADA tham vọng thì cực lớn. Nó có những cái hệ thống, đầu tiên là nó peer review, sau đó thì nó xây dựng qua mấy cái phase lớn như thế. Không thì cái chuyện mà ADA có khả năng fail ở một cái công đoạn nào đó là hoàn toàn có khả năng xảy ra các bạn, cho nên mình nói rằng nó là mạo hiểm, rất là mạo hiểm đấy, ADA rất là mạo hiểm.